Chào mừng các bạn đến với Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech. Đây là video đầu tiên trong loạt các video hướng dẫn học lập trình Angular Framework. Thì ở video này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cái tính năng nổi bật ở trong Angular Framework và từ đó giúp cho các bạn có cái nhìn tổng quan về Framework này để có những cái lựa chọn phù hợp cho những dự án trong tương lai. Như các bạn biết thì Angular Framework là một trong những JavaScript Framework rất nổi tiếng hiện nay. Nó được phát triển bởi tập đoàn công nghệ Google và nó có rất nhiều những tính năng nổi bật. Đầu tiên mà tôi phải kể đến đó chính là sự thay đổi. Từ sau phiên bản 2 trở đi thì các bạn cũng biết là Angular áp dụng TypeScript cho tất cả mã nguồn của mình. TypeScript là gì? TypeScript là một phiên bản cao cấp của JavaScript. Nó giúp khắc phục những cái hạn chế của JavaScript và nó giúp cho việc ràng buộc cốt chặt chẽ hơn và xử lý những cái lỗi, debug lỗi một cách dễ dàng hơn. Qua đó nó tăng cái hiệu suất của lập trình viên lên rất là nhiều. Thì ở phiên bản hiện tại tôi đang dùng là phiên bản Angular 6. Thì với Angular 6 thì nó đang sử dụng ES6. Đây là cái phiên bản cao nhất hiện tại. Trong Angular thì cấu trúc phát triển của nó rất rõ ràng. Cấu trúc của Angular thì nó rất rõ ràng, nó chia ra thành các thành phần như Component, Model, View, Template, Controller, Service và rất nhiều các thành phần khác nữa. Và những thành phần này thì nó có mối liên kết rất là chặt chẽ với nhau và nó tạo nên một cái cấu trúc vô cùng mạch lạc ở trong Angular. Ở Angular sử dụng cơ chế dependency. Đó, tại sao tôi lại nói về cái tính năng này, những cái mới này? Vì dependency là một trong những cái design pattern khá là nổi tiếng và nó được ứng dụng trong rất nhiều các framework khác. Các bạn có thể dễ dàng bắt gặp nó ở trong Laravel Framework. Và trong Angular thì chúng ta cũng sẽ có dependency. Và khi mà các bạn cần tích hợp bất kỳ dependency nào vào thì các bạn có thể thực hiện nó rất là dễ dàng. Ngoài ra, ở Angular có mô hình MVVM, một trong những mô hình rất quen thuộc của Angular. Thì với mô hình này nó là một trong những cái lựa chọn hàng đầu trong việc xây dựng client side. Nó rất là linh hoạt trong việc phát triển client side. Đó. Ngoài ra thì Angular còn hỗ trợ tính năng điều hướng, đó chính là router ở trong Angular, một trong những cái tính năng rất là nổi trội của Angular. Và router là một trong những concept mà được dùng ở hầu hết tất cả các framework hiện đại. Tiếp theo, một cái yếu tố rất quan trọng nữa, đó chính là hiệu năng của ứng dụng. Như các bạn biết là Angular nó biên dịch toàn bộ code của các bạn và nó compile sang, nó nén tất cả lại. Chính vì vậy mà cái kích thước của file nó được giảm tối đa, cho nên cái hiệu năng của ứng dụng nó cũng sẽ được cải thiện và nâng lên rất là nhiều. Đó. Và cuối cùng đó chính là cộng đồng. Thì cộng đồng là một trong những yếu tố, theo cái đánh giá của tôi, nó là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu khi mà tôi lựa chọn bất kỳ nền tảng công nghệ nào. Bởi vì yếu tố cộng đồng nó sẽ giúp cho chúng ta trong những ngày đầu, nó giúp cho chúng ta rất là nhiều trong quá trình học và trong quá trình mà các bạn phát triển ứng dụng. Bởi vì nếu mà chúng ta có một cộng đồng lớn thì khi chúng ta gặp vấn đề thì chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết và dễ dàng nhờ được sự hỗ trợ. Đó chính là cái tính quan trọng của cộng đồng. Ngoài ra thì document của Angular rất là dễ học, rất là dễ hiểu các bạn. Và khi các bạn lựa chọn Angular thì các bạn có thể thấy là có rất nhiều cái document nói về Angular. Và ngoài ra thì nó có cả document chính thống của Angular nữa, cũng rất dễ hiểu. Thì đây là tất cả những cái nổi bật của Angular Framework mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Thì ở video này thì tôi xin phép dừng lại tại đây.
Và ở những video tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và cách chạy một ứng dụng Angular như thế nào. Bây giờ các bạn có thể tìm hiểu thêm những thông tin thêm về framework này ở trên mạng. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại.